Ngày 12 tháng 1, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong căn nhà khóa trái cửa ở khu vực. Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, mẹ của anh Tờ SN 1973, ngụ tỉnh Bình Dương, tới nhà của anh C. Ở phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một để thăm. Khi tới nơi, bà thấy cửa căn nhà khóa trái nên gọi cửa nhưng không thấy trả lời. Nghi ngờ, bà cùng hàng xóm tìm cách mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra thì mọi người phát hiện anh C đã tử vong trong tư thế treo cổ. Người mẹ gào khóc ngã quỵ tại hiện trường. Chứng kiến cảnh này, nhiều người không khỏi xót thương. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra làm rõ. Chiều cùng ngày, hiện trường mới được khám nghiệm xong.